Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Thưa quý vị, những ngày qua, hình ảnh suất cơm có giá 32.000 đồng, nhưng thức ăn chỉ vài món leo teo, không đủ no của một trường ở Hà Nội đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Sau 3 ngày tạm dừng để bố trí lại nhân lực và cơ sở vật chất, Mới đây nhất, phụ huynh trường trung học cơ sở Yên Nghĩa, quận Hà Đông bất ngờ nhận được thông báo về việc nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức ăn bán chú cho học sinh bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23 tháng 10 tới. Sáng ngày 19 tháng 10, các nhóm lớp tại trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa nhận được thông báo của nhà trường với nội dung như sau. Trong ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nhà trường tạm dừng công tác bán chú để bố trí lại nhân lực và cơ sở vật chất. Thứ hai, ngày 23 tháng 10, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức bán chú bình thường. Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp của các bậc phụ huynh học sinh. Lên tiếng về việc này, trường phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng xác nhận trường trung học cơ sở Yên Nghĩa sẽ tạm dừng tổ chức bán chú vài ngày để chuẩn bị bố trí nhân lực và cơ sở vật chất tốt nhất, đáp ứng theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Thứ hai tới, trường sẽ tiếp tục tổ chức bán chú trở lại để tạo điều kiện học tập cho học sinh cũng như giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Nhiều phụ huynh cho biết nhận được thông báo của nhà trường về việc đột ngột tạm dừng ăn bán chú từ ngày 19 tháng 10, gia đình lâm vào cảnh rối tình rối mù, không biết bố trí đón con về trưa rồi chiều đưa đi học như thế nào. Chị Nguyễn Thị Hải, một phụ huynh nói, tôi làm cách nhà hơn 10 km, nhà cách trường hơn 2 km. Mỗi sáng tôi đưa con lớp 6 đi học rồi đi làm, chiều muộn mới về. Nghe trường không tổ chức ăn bán chú, tôi lo lắng vì không thể bố trí trưa đi đón con về, nấu nướng rồi chiều lại đưa con đi học. Anh Nguyễn Văn An, phụ huynh học sinh khối lớp 7 cho hay, Bình thường sáng con đi bộ gần 1 km đi học, nếu trường không tổ chức ăn bán chú thì tan học sáng, con đi bộ về nhà ăn trưa rồi chiều lại đi bộ đến lớp thì quá bất tiện. Bố mẹ đi làm cả ngày, không thể sắp xếp công việc về nhà buổi trưa. Nếu nhà trường dừng ăn bán chú, quả thật phụ huynh và học sinh vất vả. Chính bởi vậy, các phụ huynh có con ăn bán chú tại trường đều bất ngờ trước thông báo tạm dừng ăn bán chú. Phấn khởi khi nghe thứ hai các con được ăn bán chú trở lại, đồng thời hy vọng chất lượng bữa ăn cho các con đảm bảo hơn. Được biết, nguyên nhân sâu xa của việc tạm dừng ăn bán chú nêu trên xuất phát từ phản ánh của phụ huynh về việc bữa ăn bán chú của trường thiếu định lượng, leo teo thức ăn, trong khi giá mỗi suất là 32.000 đồng. Cụ thể, trưa ngày 11 tháng 10, một nhóm phụ huynh bất ngờ đến trường kiểm tra đột xuất bếp ăn, phát hiện các suất ăn của học sinh chỉ có một miếng giò nhỏ, một ít khoai tây, một vài miếng cá chiên giòn và leo teo vài ba sợ giá sau khi kiểm tra, nhóm phụ huynh đã lập biên bản ghi nhận với rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung về định lượng suất ăn. Nhà trường đã liên hệ công ty hòa sữa, đơn vị cung cấp suất ăn về khảo sát, xác định nguyên nhân do nhận thiếu cá, đồng thời điều chỉnh bổ sung khẩu phần đảm bảo định lượng. Ngày 16 tháng 10, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cùng với đoàn công tác của quận đã trực tiếp xuống bếp ăn của trường Trung học Cơ sở Yên Nghĩa để kiểm tra quy trình và suất ăn của học sinh. Trước yêu cầu của phụ huynh về việc đơn vị cung cấp phải nêu thông tin chi tiết về chi phí của một suất ăn đã bóc tách từng phần, chiều ngày 17 tháng 10, ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa quận Hà Đông đã tổ chức cuộc họp với công ty chế biến suất ăn Hoa sữa và đại diện phụ huynh học sinh. Tại cuộc họp, công ty Hoa sữa đã gửi lời xin lỗi đến nhà trường và phụ huynh học sinh về việc nhập nguyên liệu cá thiếu vào ngày 11 tháng 10. Hiệu trưởng nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm về sự việc và có nhiều lời hứa liên quan tới cải thiện chất lượng bữa ăn không để tình trạng thiếu định lượng lặp lại. Phụ huynh cho hay, từ 16 tháng 10 đến nay, trên nhóm lớp đã cập nhật hình ảnh suất ăn hàng ngày. Cảm quan nhận thấy suất ăn đã đầy đặn và thực đơn có cải thiện hơn trước. Phía nhà trường và đơn vị cung cấp hứa rằng thực đơn và hình ảnh bữa ăn sẽ được gửi đến phụ huynh. Tuy vậy, phụ huynh vẫn chưa thể yên tâm về bữa ăn bán chú của con em mình. Được biết, năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa đã tổ chức học 2 buổi, khối lớp 8 và lớp 9 học buổi sáng, khối lớp 6 và lớp 7 học buổi chiều. Toàn trường có 2.000 học sinh, số học sinh đăng ký ăn bán chú chiếm 1 phần 4, tương đương với 500 học sinh. Trong đó, số học sinh khối lớp 8 và lớp 9 ăn bán chú là 80 em, số học sinh khối lớp 6, lớp 7 ăn bán chú là 420 em. Chiều ngày 17 tháng 10, nhà trường tổ chức cuộc họp ba bên, ban giám hiệu, cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp suất ăn. Tại cuộc họp, bà Hoàng Thị Thu Trinh, hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa cho biết, nhà trường đã ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế biến suất ăn hoa sữa từ năm học 2020-2021. Đơn vị này cung cấp suất ăn bán chú cho học sinh nhà trường với số lượng giao động khoảng 450 đến 500 suất một ngày, mức giá 32.000 đồng một suất giá suất ăn là 32.000 đồng và mức này đã được thông qua trong cuộc họp phụ huynh cuối năm. Nếu phụ huynh có nhu cầu cho con em tham gia bán chú vào năm sau, có thể viết đơn để nhà trường thuận tiện quản lý. Bà Trinh nói, các trường trong quận hiện thu giá ăn ở mức 33.000 đến 35.000 đồng. Nhưng trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa đã làm việc với công ty để giá của một suất ăn chỉ 32.000 đồng, nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế của các phụ huynh trong địa bàn. Giá suất ăn năm nay tăng hơn năm ngoái 2.000 đồng là do biến động giá cả. Bà Trinh nhận định mức giá này thấp hơn so với các trường khác trong khu vực. Hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa cũng thông tin trong 32.000 đồng đã bao gồm 7 loại chi phí như thuế VAT 8%, tiền nhân công, nhiên liệu, thực phẩm chế biến, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ nấu ăn. Cụ thể, giá thực phẩm là 24.820 đồng, nhân công 3.300 đồng, điện nước 230 đồng khấu hao tài sản 500 đồng, thuế VAT 2.560 đồng, vệ sinh 320 đồng, lái dự kiến 270 đồng. Ông Vũ Thanh Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế biến xuất ăn hoa sữa, liên tục khẳng định, quy trình từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, thực phẩm đầu vào, chế biến đều được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định và có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Song khi phụ huynh yêu cầu giải trình cụ thể về giá từng loại thực phẩm trong bữa ăn ngày 11 tháng 10, Khẩu phần thực phẩm sống gồm 65g cá, 25g giò, 80g khoai tây và cơm. Ông Bình không thể lý giải và hứa hẹn sẽ trả lời bằng văn bản. Phụ huynh bức xúc nói, trong ngày 11 tháng 10, mỗi học sinh chỉ được cung cấp 65g cá, 25 gam giò, 80g khoai tây và cơm. Số lượng thực phẩm như vậy không phù hợp với mức chi phí là 24.820 đồng. Sau vụ việc, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ nỗi lo ngại Liệu rằng những ngày trước đó có xảy ra tình trạng thực phẩm không đủ theo định lượng, giảm chất lượng dinh dưỡng của từng bữa ăn? Phụ huynh đồng loạt kiến nghị ngoài giá thành, đơn giá của từng loại thực phẩm, đơn vị cung cấp cần có văn bản xác nhận sẽ cải thiện định lượng khẩu phần ăn của học sinh như thế nào, tăng lên bao nhiêu so với trước đây. Bà Hoàng Thị Thu Trinh, hiệu trưởng của nhà trường đưa ra kết luận, đề nghị bếp ăn, công ty cung cấp suất ăn sẽ nghiên cứu, nâng mức định lượng, chi tiết thực phẩm, số lượng, giá thành nhập, và định lượng calo trong mỗi món ăn, sau đó gửi công khai cho phụ huynh. Bà Trinh nói và bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi cũng nhận thấy thực đơn hàng tuần chưa phong phú nên đề nghị bếp ăn điều chỉnh lại cho học sinh. Nhà trường sẽ lắp thêm camera ở những vị trí cần thiết trong bếp để giám sát bếp cũng như giám sát người ra vào. Phụ huynh sẽ đồng hành cùng nhà trường giám sát chặt chẽ chất lượng suất ăn từ ngày 17 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 để sau đó đánh giá và quyết định" có tiếp tục hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn này hay không. Bà Trinh nói, nhà trường xin chịu trách nhiệm trước sự việc vừa qua. Học sinh đến trường thì dù là việc học, chơi hay ăn bán chú thì hiệu trưởng đều phải chịu trách nhiệm. Một phụ huynh bày tỏ quan điểm, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của công ty cung cấp suất ăn. Không thể xin lỗi là xong bởi vì con chúng tôi đã bị đói. Phụ huynh cũng yêu cầu công ty hoa sữa tính giá cụ thể cho suất ăn ngày 11 tháng 10 với 25 gam giò 85 gam khoai tây, 65 gam cá theo đúng định lượng mà công ty và nhà trường cung cấp. Phó giám đốc công ty hoa sữa im lặng trước câu hỏi của phụ huynh. Hiệu trưởng của trường Trung học Cơ sở Yên Nghĩa Hoàng Thị Thu Trinh xin phép phụ huynh cho công ty trả lời bằng văn bản, vì ngay lúc này bắt tính thì mất thời gian mà không ra được. Trước yêu cầu của phụ huynh về việc phải có bảng chi tiết rõ ràng về định lượng, dinh dưỡng và đơn giá của từng suất ăn, bà Trinh đề nghị công ty hoa sữa từ tuần tới sẽ công khai đầy đủ trong thực đơn hàng ngày. Bà Trinh nói, bếp ghi rõ mỗi món bao nhiêu tiền, cơm bao nhiêu, canh bao nhiêu, thịt bao nhiêu để phụ huynh dễ theo dõi. Bên cạnh đó, phụ huynh bất bình với cách giải thích của đại diện công ty Hoa Sữa về suất ăn lèo tèo cá rau khi đổ lỗi cho nhân viên thiếu trách nhiệm. Phía công ty cũng chỉ nhận sai sót về định lượng cá trong ngày 11 tháng 10. Phụ huynh khẳng định có nhiều ngày suất ăn lèo tèo như vậy trong các buổi kiểm tra đột xuất liên tiếp sau đó. Đó là lý do họ đặt nghi ngờ về chất lượng bữa ăn trước thời điểm ngày 11 tháng 10 khi chưa có các cuộc kiểm tra đột xuất. Một phụ huynh phát biểu: "Tôi không biết công ty Hoa sữa đã làm ở bao nhiêu trường học, nhưng tôi cho rằng quý vị coi thường phụ huynh chúng tôi khi cung cấp suất ăn như thế." Sau nhiều câu hỏi chất vấn, phụ huynh yêu cầu công ty Hoa sữa và nhà trường làm sáng tỏ hai vấn đề chính. Một là giá chi tiết của mỗi thành phần thực phẩm trong một suất ăn là bao nhiêu? Hai là công ty hoa sữa nâng định lượng thực phẩm lên như thế nào để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh. Hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Yên Nghĩa cam kết với phụ huynh sẽ cùng công ty cung cấp suất ăn bán chú, trả lời mọi câu hỏi bằng văn bản vào ngày 23 tháng 10. Bữa ăn bán chú không chỉ đủ no, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn phải đủ dinh dưỡng, bởi sự phát triển thể chất của học sinh là điều quan trọng nhất. Mong rằng sau khi bếp ăn quay trở lại, chất lượng bữa ăn sẽ được đảm bảo để phụ huynh các em yên tâm đi làm những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại